Ok, chúng ta xem đối thủ Indo 2026. Vâng, đó là hai cuộc Sicilian. Nhìn luôn. Nốt. Luôn. Kinh nhỉ, đẩy hai nước. Đây rồi, mình đã kiểm soát được đường chéo cho tượng. Bây giờ mục đích của lối đánh này sẽ là giúp cho các quân hoạt động hơn. Rồi, quân tốt ở đây là đen có lợi thế hơn với quân tốt thông này. Nhà mình có thể tìm cách để tiêu diệt quân tốt này. Tránh hậu họa về sau. Bây giờ chưa dễ để làm ăn nhỉ. Rồi, ra xe giữ tốt cả. Lên hậu. Tốt lên cái đi. Cờ bi gì tốt. Đổi tượng. Khôn ngoan đấy. Lên xe đẩy lên ăn ăn xen vào không được nhỉ. Trùng xe rồi, bây giờ mình sẽ có đường cho mã chui về. Hợp lý luôn. Vào đấy. Đẩy lên ăn 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 ăn. Lên vua. Đẹp rồi. Mình chỉ còn 1 phút 32 giây. Đen còn gần 3 phút. Chênh lệch đấy. Chạy đi đâu? Sao giữ? Rồi, mình sẽ tiếp tục tấn công tốt yếu này.
Ở đây con tút này đã bị xe và mã kiểm soát rồi. CTC còn hơn 1 phút nữa để giành chiến thắng trước cao thủ Indo. Sicilian thì có là gì? CTC. Vâng, như vậy đen đang nghĩ rất sâu và anh đang gần bằng thời gian với CTC rồi. Long mã lên. Phải ăn thôi. Hai tốt thông và một tốt thông. Thì tầm tốt này luôn. Lên hậu. Giữ luôn. Vâng, hai tốt thông của CTC. Đây, thực ra mình mục đích là tấn công của tốt này. Ra giữ. Giữ này. Nghĩ đi em, vào giữ bắt đuổi xe. Nào cứu nước phòng hậu nữa. 20 giây. 18 giây. Ba giây. Rồi, chờ chết đi. Đang phân vân giữa phòng con gì, cuối cùng quyết định phòng hậu.